Con này con làm bảo tồn luôn, bảo tồn thiên nhiên động vật. Bà có ủng hộ mua con mà giá dịp vài khu rừng ở đâu, khu rừng ở đâu? Nè rừng nè bà, khu này. Dạ rừng này là rừng của nhà nước bảo vệ rồi nên không có bán. Mua là mua mấy cái khu ven ven á, chỗ khúc như nhà con á, là mình ở đây là mình ở ngay chỗ rừng á. Thì ở đây là rừng, mình ở đây mình bảo vệ những khu rừng như thế, mình trồng thêm cây. Đưa về ha mà. Đó tới nó lội lội chơi chơi vậy đó. Ừ, bà hiểu rồi, nhưng mà giờ mình đi về thì nó đâu có gần ai nữa. Ok dạ. Rồi, chứ con bỏ vào cái thùng của mình á. Thế con này sống. Con này nó sống mà nó yếu thôi. Hồi nó tỉnh lại. Tỉnh không hay là nó trương mẹ nè em? Không, tỉnh lại. Mấy con đó là nó sống á. Hết rồi, hết rồi. Mày có về không nè, đi về đi nè. Dạ. Yeah. Bơi lội, có mấy con. Rồi đi về. Không, dạ nó hiểu nhưng mà nó không nghe lời bà đâu. Bà cứ đi trước thì nó sẽ đi theo sau con. Đó, bà nhớ đường ra đúng không? Đâu rồi, đâu rồi. Đó. À, đã biết mình đây nè, biết mình đây. Kể cho nó bữa mới đây một ốc lúc sáng bụng to thế mà nó đã tiêu bớt rồi theo. Yeah. Bơi tập bơi lội lặn nha. Ừ, rừng thì... còn thì nó mới còn, mà nó là bị người ta bắt ăn thịt dữ lắm. Ừ. Mấy người ngư dân ở đây là nó vô đăng cá của người ta là người ta bán làm thịt nó luôn. À, đâu bà không biết cái con chứ này. Nhà nước thì đâu có quan tâm bảo vệ nên nó được, nên giờ con làm ở đây con bảo vệ lại rấy cá thôi, con cũng đâu làm được nhiều loại. Đâu có một này rồi có phải có con nữa thì mới sanh được nữa. Mà con không có mua được con cái thì thua. Dạ không, nó trong rừng thì còn mài vài con á, trong rừng á. Thì mai mốt nó đi vô rừng nó gặp bầy đàn nó thì nó phát triển. Nhưng mà có mà còn những người mà đang nuôi nó làm thú cưng á thì con... mình làm để tuyên truyền cho người ta đưa đưa nó vào rừng, nó đi theo bạn nó ra khỏi có bắt mất luôn đó. Dạ đúng rồi, nó được sống trong rừng nhưng mà nó là con đực, nó khó đi theo bạn lắm. Thì những con đực khác sẽ không cho, thường là con cái thì mới được ưu tiên trở về rừng thôi. Nhưng mà thì mình nuôi nó trong rừng này, mình bảo tồn nó trong đây thôi. Bắt được nữa rồi, thấy không? Mò mò chỗ nó là bắt được con gì á. Đó. Mò mò. Thôi mình đi về thôi. Chứ để hồi nó lỡ nó bắt con sống luôn là mình có nghiệp, tạo nghiệp. Tại mình nói nó là một chuyện nhưng mà mình thả ra là nó bắt những con chết đó xong rồi mình đi để nó đi theo mình. Dạ. Đi chứ, nó nghe lời con chứ. Con không còn ở đây là nó kiếm ăn luôn, nó làm theo ý nó là thua luôn. Dạ đúng rồi. Thì say go home. Bà đi trước đi, tại nó sẽ không đi. Bà để cái xô đó con sách về bà. Dạ rồi, con cảm ơn bà. Dạ. Hy sinh cuộc sống ở đây để bảo tồn rừng á. Chứ em đâu phải gì đâu quý vị. Giờ hôm nay đâu ai làm được, em làm. Chứ giờ em về, em cạnh tranh, em làm công ty, em làm doanh nghiệp. Anh cạnh tranh nghề công nghệ, thiết kế website, phần mềm. Dạ, em làm cái gì vậy? Người ta cũng đâu có làm cạnh tranh lại em. Bởi vì là về sáng tạo thì mình phải có những cái ý tưởng độc lạ thì mình mới làm được. Và người ta thì cứ làm ăn theo bắt chước cái phong cách của mình thôi. Mình làm thì người khác bắt chước, nhưng mà mình là người có sáng tạo, là mình luôn luôn đi đầu. Mình làm được. Và bây giờ em cũng đâu có muốn người ta bắt chước theo em làm công nghệ, website, phần mềm, quảng cáo các kiểu. Em chỉ muốn người ta bắt chước em bảo vệ thiên nhiên động vật nên em phải sống ở trong rừng và bảo vệ những khu rừng không bị tàn phá. Em phải dạy thú này kia đó. Thì cái này công việc này nó vất vả nhưng mà nó vui, vì
em thích như vậy nên em làm được. Giờ em đợi cho nó bơi lội này kia, cho bà về trước chứ đó đó, bà đi theo chị, bà đâu có thể nào mà ngồi coi con rái cá nó bơi lội vậy, đứng dành thời gian cho nó rồi làm gì mà sống làm sao, gia đình nữa, thấy không? Chỉ có mình hy sinh, mình chấp nhận điều này thì mình làm được thôi. Ai thương thì ủng hộ mình thôi, ai quý thì họ muốn làm công việc này giống mình thôi, chứ đâu phải làm cái này làm clip review YouTube kiếm tiền nó đâu được bao nhiêu quý vị. Hàng ngày phóng sanh rất là nhiều, phóng sanh cả nửa thanh xuân luôn rồi. Em làm cái gì ai cũng bắt chước. Hồi xưa em phóng sanh em quay clip đầu tiên á chứ ai, em quay từ cái điện thoại Sony Ericsson, sau đó mọi người thấy gì bắt đầu quay phim dần lên. Cái thời mà điện thoại mới bắt đầu quay phim được là em quay, em up YouTube rồi. Lúc đó trời đăng lên triệu view đầy. Từ hồi Sony Ericsson là người ta đã làm YouTube rồi. Và em quay bằng mấy cái điện thoại đó, triệu view không. Ở đâu người ta ra chào luôn, người ta bắt đầu quay phóng sanh và người ta lên cái nghề dịch vụ là nghề phóng sanh. Mà phóng sanh những cái loài cá ở trong chợ mua nuôi rồi lớn lên rồi bắt đầu đem ra đọc kinh rồi làm lễ này kia, thả ra tự nhiên rồi cái tạo thêm cái nghề chích điện cá nữa, rồi mấy anh canh me để chích tụi nó. Phóng sanh kiểu đó nó sai cách hết trơn à. Phước không có được bao nhiêu hết đó. Tại mình thả ra cho người ta bắt, mà trong khi người ta bắt người ta còn làm hại những con khác nữa. Những con khác nó không liên quan, đang sống trong sông. Vì thả mấy con cá chơi, cá lóc ra sông mà nó thuộc cá đồng không phải cá sông, ra mấy con cá sông bị chích điện cái theo luôn, nhà hủy hoại hệ sinh thái. Bởi vậy con người làm mà mình thiếu trí tuệ xíu, mình làm cái phước của mình thành cái quả luôn rồi, mới làm cho thế giới ngày càng tồi tệ hơn. Em hy vọng trong năm mới nhiều người ủng hộ phóng sanh đúng cách của em. Thiệt nhiều người cứ nhắn tin liên hệ hỏi ủng hộ, nhưng mà thật ra họ hỏi chứ họ không ủng hộ à. Họ nhắn tin bình luận để giống như câu tương tác này kia, nói ủng hộ anh cho số tài khoản để phóng sanh, nhưng mà không. Họ tạo cái sự bình luận để tăng tương tác cho cái kênh của họ như kia, cho có màu vậy thôi chứ. Em chưa thấy ai ủng hộ. Hiện tại em đang phóng sanh cho những anh chị trong cơ quan nhà nước là nhiều. Chứ ngồi bên ngoài cũng muốn lấy số tài khoản em cũng đâu dám được. Rồi tự bên cơ quan nhà nước họ đưa số tài khoản em trong phạm vi nội bộ, công an rồi chính quyền vậy thôi. Em làm cho vậy. Chứ người ngoài thì em chưa có tiếp xúc, em chưa phóng sanh cho người bên ngoài. Tại rồi bạn bè của họ giới thiệu những cái người quen biết thì làm thôi. Cảm ơn chị Diệu Ngân và bé Khổng Tường Phát. Đi tê đi về con được rồi. Đầu năm phóng sanh nhiều quá, quá ngon lành nồi canh này con. Đi về chuẩn bị cơm nước nữa. 11, 12 giờ trưa rồi. Chiều nay là nước nó lên cao rồi. Hôm nay là đi bơi đầu năm cho nó đã. Hôm nay tụi em đi bơi đầu năm. Chi Chi à, đi về con nha. Phải ở trong rừng mới bảo tồn rái cá được, mới nuôi rái cá được. Những người nuôi rái cá làm thú cưng, đang có rái cá cái thì liên hệ em giúp cho nó, để em bảo vệ được cái giống loài này nó phát triển lại trong khu rừng. Chứ quý vị nuôi trong nhà làm thú cưng, thời gian nó lây nhiễm bệnh chết hết à. Rồi, bye bye mọi người.